kính chào quý vị và bà con. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Liên Hương, hiện đang công tác tại Bộ môn Rau gia vị, Viện Nghiên cứu Rau quả. Và hôm nay tôi xin trình bày với bà con về quy trình, kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu cô ve. Thì thời điểm để thích hợp nhất là từ tháng 9 đến tháng 10, thời tiết khô ráo, là không bị mưa nên nó không ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống. Khâu đầu tiên trong quy trình sản xuất hạt giống là khâu chuẩn bị đất. Thì chúng ta phải chọn đất giàu dinh dưỡng, giàu mùn và có khả năng thoát nước tốt. Chuẩn bị đất thì chúng ta phải làm đất sạch sẽ, dọn vệ sinh sạch sẽ, dọn hết tàn dư những cái cây của vụ trước. Sau khi làm đất sạch sẽ, chúng ta phải lên luống. Luống phải cao 25-30 cm, mặt luống rộng từ 1.1-1.2 m và rãnh rộng 30 cm. Mặt luống phải bằng phẳng, dễ thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa. Sau khi đất đã được lên luống xong, có thể rạch theo hàng với độ sâu 20 cm. Rồi bón phân, bón đều. Lấp đất kín phân, san phẳng mặt luống. Phân nằm dưới đất sẽ tập trung vào rễ hơn, sẽ không bị rửa trôi, bay hơi, ảnh hưởng đến chất lượng của phân. Bà con có thể bón phân hữu cơ hoặc phân chuồng đã ủ khoai mục trước khi trồng để nâng cao độ màu mỡ của đất. Lượng phân hữu cơ dùng cho một sào 720 kg. Nếu dùng phân hóa học, lượng phân bón nên dùng cho 1 hecta như sau: nitơ 30 kg trên hecta, tương ứng với 1 kg trên một sào; phân lân 80 kg trên hecta, tương ứng với 3 kg trên một sào; và kali là 30 kg trên một hecta, tương ứng với 1 kg trên một sào. Có thể che phủ ni lông ở mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại. Hạt giống chất lượng tốt cần đáp ứng các tiêu chí sau. Thứ nhất, không bị lẫn tạp, không bị vỡ, không bị côn trùng phá hại. Thứ hai, đó là hạt giống phải đồng nhất về kích thước và màu sắc tương tự. Thứ ba, đó là màu sắc tự nhiên và hình dạng bình thường. Thứ tư là hạt giống có tỷ lệ nảy mầm cao, phải đạt trên 80%. Lượng hạt giống cần cho 1 hecta là khoảng 40-45 kg, tương ứng với 1.5-1.6 kg trên một sào. Cách gieo hạt: mỗi luống rạch 2 hàng, mỗi hàng cách nhau 60 cm, cây cách cây 30 cm. Gieo 2-3 hạt trên một hốc. Tỷ lệ nảy mầm thấp dưới 80% thì gieo 3 hạt, và tỷ lệ nảy mầm cao trên 80% thì gieo 2 hạt. Bà con cần lưu ý, trước khi gieo hạt, đất phải đủ ẩm. Nếu đất khô, phải tưới nước trước khi gieo hạt. Để cây đậu cô ve sinh trưởng và phát triển tốt thì chúng ta cần phải bón phân cho cây. Và ở giai đoạn bón thúc này thì chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn. Lần 1 thì chúng ta có thể sử dụng phân NPK 20 kg đạm cho 1 hecta, tương ứng với 0.7 kg cho 1 sào. Và kali là 30 kg kali cho 1 hecta, tương ứng với 1 kg cho 1 sào. Đối với cái giai đoạn bón thúc lần 1 thì bà con lưu ý là nếu chúng ta không có phân hóa học NPK ấy, thì chúng ta có thể sử dụng phân chuồng, cái lượng bón 500-600 kg cho 1 sào. Với bón thúc lần 2, vào thời điểm 40-45 ngày sau khi gieo hạt, bón với lượng nitơ 30 kg trên 1 hecta, tương ứng với 1 kg trên 1 sào, và lượng kali 30 kg trên 1 hecta, tương ứng với 1 kg trên 1 sào. Đối với bón thúc lần 3, vào thời điểm 60-65 ngày sau gieo, bón với lượng nitơ 20 kg trên 1 hecta, tương ứng với 0.7 kg trên 1 sào, và kali 10 kg trên 1 hecta, tương ứng với 0.36 kg trên 1 sào. Đối với cây đậu cô ve, mình cái giai đoạn mà tỉa rằm ấy là chúng ta cần phải thực hiện công đoạn đấy. Tỉa thì chúng ta lưu ý là, một là mình chúng ta tỉa những cái cây mà còi cọc sinh trưởng kém và cây bị sâu bệnh. Chúng khi mà cắm gian thì chúng ta lưu ý là cần cắm sớm, nghĩa là cắm trước khi cây bắt đầu có tua quần như thế này. Đấy.
Thì vào giai đoạn mà sau khi cây khoảng 20 đến 25 ngày sau khi gieo, và chúng ta cắm là một hốc, chúng ta cắm một que. Đấy, chúng ta một hốc cắm một que và cắm theo hình chữ A, dàn mình được chắc, không bị đổ. Khi mà cây bị nặng hoặc là bị gió thì chúng ta cần cắm cọc theo cách chéo như thế này. Đấy, làm thế nào để chúng ta khi kiểm tra một cây không bị lung lay đây. Thì ở đây bà con lưu ý là đối với cái việc thải loại là chúng ta phải thực hiện trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Trong đó ba giai đoạn mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là giai đoạn trước khi ra hoa, giai đoạn ra hoa và giai đoạn tạo quả. Thì ở đây mục đích của chúng ta thải loại để làm gì? Chúng ta thải loại hạn chế được cái đồ lẫn giống và làm sao để mình giữ được cái hạt giống có chất lượng tốt, không giống không bị lẫn tạp, có cái độ thuần cao. Trong quá trình sản xuất hạt giống thì khâu rất là quan trọng, trong đó có khâu tưới nước. Thì đối với đầu cô ve chúng ta có thể tưới bằng hai cách, có thể là tưới theo hốc. Tưới theo hốc thì chúng ta tưới theo hốc, hoặc có thể là dẫn nước theo rãnh ra. Và chúng ta lưu ý là khi mà dẫn nước theo vào rãnh thì khi nước mà đã đủ rồi thì chúng ta cần phải tháo ra để cho nước không bị ngập lâu, dẫn đến cây dễ bị bệnh trong giai đoạn ra hoa. Thì đối với giai đoạn này, trên cây đầu cô ve chúng ta phải dựa vào đặc điểm màu sắc lá, hình dạng lá, khả năng phân cành và màu sắc hoa để chúng ta chỉ trừ những loại cây mà sinh trưởng phát triển tốt, đúng giống của chúng ta, để chúng ta thu được có cái hạt là đồng đều. Bước tiếp theo là khâu loại bỏ quả gốc. Thì đối với những quả gốc mà cách gốc khoảng 30 đến 40 cm, ta cần nên loại bỏ. Nước bắn lên đây và dễ bị ẩm, làm ẩm quả và quả dễ bị mốc. Và khi mà quả bị mốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Muốn có được chất lượng hạt giống tốt thì chúng ta cần phải thải loại quả ngọn nhằm mục đích tập trung dinh dưỡng để nuôi quả ở đoạn giữa của cây. Và chúng ta những cái quả ngọn ở trên ngọn thì chúng ta cần phải loại bỏ. Thứ nhất đó là sâu roi đục thân. Cái thứ hai loại sâu thứ hai đó là sâu đục quả và sậu dẹp rầy. Và bên cạnh đó thì có một số bệnh như là bệnh dỉ sắt và bệnh sương mai. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta cần lưu ý phải thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng chủng loại, đúng liều lượng và đúng cách. Thời điểm thu hoạch thì bà con chú ý là chúng ta chỉ chọn những cái quả đậu mà đã chuyển sang màu vàng. Và cái vị trí quả đậu mà chúng ta thu hoạch để làm giống thì chúng ta chỉ thu hoạch những cái quả đậu ở cái giữa, những cái đoạn gốc là chúng ta cũng sẽ không thu hoạch, hoặc là những cái quả mà ở trên ngọn thì chúng ta cũng sẽ không thu hoạch. Bởi vì những cái quả trên cao hoặc những quả gốc thì cho cái chất lượng hạt là không tốt. Và thứ hai nữa là cái thời điểm thu hoạch thì bà con chúng ta nên thu hoạch vào buổi sáng, trong cái điều kiện thời tiết mà khô ráo, nắng. Chúng ta đã thu những cái quả đậu mà đạt tiêu chuẩn từ ngoài ruộng về. Thì khi mà thu về thì chúng ta cho vào các cái lia, cái mẹt, các cái khay. Và chúng ta trải một lớp mỏng như thế này. Và chúng ta để vào trong những chỗ râm mát để cho nó chín sinh lý. Tức là những cái quả như thế này nó chưa chín hẳn. Thì chúng ta để thêm 1-2 ngày nữa thì những cái quả này nó sẽ chín. Nó sẽ ra như quả này. Và như vậy thì chúng ta mới đem tách hạt. Thì đối với lại cái số lượng mà nó ít thì chúng ta dùng tay chúng ta bóc. Bởi vì nó nhiều ấy thì chúng ta phải đập, dùng gậy, dùng vồ chúng ta đập. Tiếp theo đó là chúng ta phải phân loại và làm sạch hạt. Thì ở đây chúng ta thấy này, hạt sau khi mà đã đập là vẫn còn những cái hạt mà hạt bị vỡ này, hạt bị vỡ hoặc là hạt mà bị sâu làm tổn thương hạt. Đối với khâu làm sạch thì chúng ta cần phải sảy hạt. Thì chúng ta phải dùng nia mẹt để sảy, để làm sạch hạt. Và chúng ta phải nhặt những cái tạp chất đang bị lẫn ở trong hạt. Sau khi mà hạt đã làm sạch thì chúng ta cần phải phơi. Thì ở khi mà phơi thì chúng ta cần phải lưu ý là bà con cần phải sử dụng
một là nong nia để phơi. Cái thứ hai nữa là nếu mà mới với lượng hạt giống nhiều thì chúng ta phải phải dùng cái bạt. Trong quá trình phơi thì chúng ta không được phơi trên sàn và xi măng thì chúng ta thấy là những cái tạp chất sẽ lẫn vào hạt, đúng không ạ? Và một vấn đề nữa chúng ta cần lưu ý là vào cái mùa mà phơi hạt ấy là dễ là có nắng. Và nếu mà chúng ta phơi hạt trực tiếp trên cái nền nóng mà nhiệt độ cao thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt và ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm. Và sau khi mà hạt đã phơi, đã đủ độ khô thì chúng ta có thể kiểm tra, bởi vì là hạt phải đạt tiêu chuẩn là 8% độ ẩm. Chúng ta có thể nắm hạt này. Bạn cảm thấy hạt trơn đúng không ạ? Chứ nếu mà hạt mà ẩm thì nó không trơn. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể cắn hạt. Em cắn hạt này, cắn hạt và thấy nó rất là giòn. Với lượng hạt giống ít ý, như thế này thì chúng ta có thể cho vào túi ni lông. Hoặc nếu mà cái lọ nhựa mà nhỏ thì chúng ta cho trực tiếp hạt vào lọ. Và ở đây chúng ta sẽ cho hạt vào lọ. Và khi sau khi mà đã cho hạt vào lọ thì chúng ta cho một cái gói Siligen, đây là cái gói chống ẩm. Khi mà chúng ta sản xuất hạt giống với lượng lớn thì chúng ta có thể sử dụng chung hoặc vải để chúng ta bảo quản. Thì đối với chung vải thì chúng ta cũng cho hạt giống vào túi ni lông to, xong sau đấy mình cho sử dụng bằng hình thức chung vải để chúng ta bảo quản, thì chúng ta phải cho vôi mà chúng ta cho vôi cục ấy, cho vào dưới đáy, và lúc đấy mình sẽ cho cái hạt vào. Và một đặc điểm nữa mà bà con cần lưu ý là khi mà bảo quản thì chúng ta cần phải để đâu ạ? Chúng ta cần phải để ở chỗ mát, đúng không ạ? Chỗ mát, nhiệt độ mát, chứ không thể để nóng được, đúng không ạ? Nếu mà để nóng thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hạt và tỷ lệ nảy mầm của hạt.